Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng các em chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn bài thực hành tiếng Việt với nhan đề là hành động nói, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, tập 2, trang 70. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thể đón xem được những video, những bài giảng của kênh, chúng ta hãy lên YouTube search từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Sau đó chúng ta nhấp vào tìm kiếm. Tại đây, chúng ta hãy nhấn nút đăng ký ở góc bên phải màn hình để chúng ta đăng ký và nhấn bật thông báo để đón xem được những video bài giảng mới nhất mà kênh đăng tải. Chúng ta sẽ vào kênh, nhấn vào trình danh sách phát. Tại đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được những bài giảng của các bộ môn văn hóa thuộc chương trình sách giáo khoa, chương trình trung học cơ sở. Các bạn và các em có nhu cầu xem bài giảng của môn nào hãy nhấp vào trình danh sách phát của bài giảng môn đó. Sau đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Tiếp nối bài hành động nói tiết 1 hôm trước, hôm nay cô cùng các em sẽ cùng nhau đi soạn bài hành động nói tiết 2. Chúng ta đã biết được khái niệm hành động nói là gì và một số kiểu hành động nói chúng ta thường gặp. Ngày hôm nay, cô cùng các em chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện hành động nói và phần luyện tập nhé. Phần 1 La Mã là cách thực hiện hành động nói. Chúng ta sẽ cùng xét bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 70. Em hãy đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích sau đây. Xác định mục đích của mỗi câu ấy bằng cách đánh dấu cộng vào ô thích hợp và dấu gạch ngang vào ô không thích hợp theo bảng tổng kết của kết quả bên dưới. Đầu tiên, với nhiệm vụ đầu tiên là em hãy đánh dấu vào số câu như cô đã hướng dẫn các em. Nào hãy dùng bút chì để đánh dấu vào trong sách giáo khoa của mình. Các em có thời gian là 30 giây để chúng ta đánh dấu. Rồi, đoạn văn này chúng ta sẽ đánh dấu được 5 câu đúng không nào? Với yêu cầu số 2 là những câu ấy gồm mục đích hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn hay là bộc lộ cảm xúc thì ở câu 1 nó dùng để trình bày. Câu số 2 cũng dùng để trình bày. Câu số 3 cũng dùng để trình bày. Câu thứ 4 là dùng để điều khiển. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trình bày. Câu số 5 là dùng cũng để điều khiển đúng không nào các em? Đến bài tập số 2 là dựa theo cách tổng hợp kết quả bài tập trên hay lập bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, câu khiến, cảm thán, trần thuật với những kiểu hành động nói mà em đã biết và cho cô một ví dụ minh họa. Hãy đọc kỹ yêu cầu của bài tập này để trả lời giúp cô. Quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, câu câu khiến, câu cảm thán và câu trần thuật là gì? Câu trần thuật có kiểu hành động nói điều khiển đó chính là câu nó đi học rồi. Câu câu khiến với kiểu hành động điều khiển đó chính là đi học đi. Câu hỏi dùng để nghi vấn đó chính là cậu làm bài chưa? Như vậy thì với mỗi loại câu sau đây, em hãy thử đặt thêm những câu khác có cùng nội dung nhưng khác loại câu. Đó chính là bài tập về nhà cho các em và chúng ta sẽ rút ra được một phần ghi nhớ quan trọng trong sách giáo khoa. Vậy thì mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó, hoặc là có thể là cách dùng từ trực tiếp, hoặc bằng kiểu câu khác là cách dùng từ gián tiếp. Như vậy, cách thực hiện hành động nói có hai cách, đó chính là cách dùng trực tiếp và cách dùng gián tiếp. Chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện hành động nói như thế nào. Cô cùng các em chúng ta sẽ sang đến phần 2 La Mã là phần luyện tập. Bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 71. Tìm các câu nghi vấn trong bài hình tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Cho biết những câu ấy được dùng làm gì? Vị trí của mỗi câu nghi vấn trong từng đoạn văn có liên quan như thế nào đến mục đích của nó? Những câu với mục đích nghi vấn.
Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có. Câu số 2 là lúc bấy giờ dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không? Câu số 3 là lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không? Câu số 4 là nếu vậy rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên muôn đời thể để thẹn hám mặt còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Vậy thì mục đích của câu nói đầu tiên này dùng để khẳng định tinh thần yêu nước gương sáng của các bậc trung thần nghĩa sĩ đời nào cũng có. Câu nghi vấn số 2 có mục đích là để chỉ rõ ra thú vui của những tướng sĩ là sai trái, không giúp ích cho nước nhà, nhưng hỏi ở đây mang nghĩa là phủ định. Câu số 3 với mục đích là khẳng định chắc chắn không ai có thể vui vẻ được, ở đây hỏi dùng để khẳng định. Câu số 4 các em chú ý lên màn hình giúp cô, đó chính là khẳng định sự đớn hèn, nhục nhã, xấu xa của những kẻ cam tâm, không biết rửa nhục cho đất nước. Ở đây, hỏi dùng để phủ định. Chúng ta đã cùng cô đi đến với bài tập 1, sau đây sẽ đến với bài tập số 2. Là nhiều người có nhận xét trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến sĩ, đồng bào bằng những câu trần thuật. Hãy tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn dưới đây và của người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thế nào trong việc động viên quần chúng? Câu A. Các em hãy chú ý lên màn hình và đọc thầm giúp cô. Câu trần thuật có mục đích dùng để cầu khiến trong câu đoạn trích A đó chính là hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Câu số 2 là câu quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Mục đích của hai câu trần thuật có mục đích cầu khiến này đó chính là lời cổ vũ động viên đồng bào cả nước đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm các em ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ B. Hãy đọc kỹ ví dụ B này và tìm cho cô câu trần thuật có mục đích cầu khiến nào. À đó chính là câu thứ hai đúng không nào các em? Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Câu này mang nên nó có mục đích là thể hiện được sự quan tâm lo lắng của bác đối với đảng viên, với nhân dân trước lúc ra đi. Đó cũng là nguyện vọng của bác với đảng và nhà nước. Cô cùng các em sẽ đến với bài tập số 4. Trong các cách hỏi đường dưới đây, em nên dùng những cách nào để hỏi người lớn? Ở đây, chúng ta dùng cách để hỏi người lớn sao? Cho đúng vai, đúng ý nghĩa và thể hiện được sự lịch sự tôn trọng với người hơn tuổi nhé. Câu A là bác có biết bưu điện ở đâu không ạ? Câu B, bác làm ơn chỉ dùng cháu bưu điện ở đâu không ạ? Câu C, bưu điện ở đâu hả bác? Câu D, chỉ dùng cháu bưu điện ở đâu với? Câu E, bác có thể giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ? Như vậy, hãy đọc 5 cái câu này và em hãy xác định cho cô những câu nào dùng để hỏi người lớn nào. À, chúng ta dễ dàng nhận biết được đó chính là hai câu. Câu B là bác làm ơn chỉ dùng cháu bưu điện ở đâu không ạ? Câu E là bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ? Rất là mang thái độ hỏi lịch sự này, đúng là tôn kính trên, đúng là các em. Như vậy, cô giáo đã cùng các em chúng ta đi soạn bài hành động nói tiếp theo trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2 trang 70. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để chúng ta đón xem được những video bài giảng của các môn học khác. Các bạn và các em có ý kiến gì, hãy comment bên dưới để cô cùng giải đáp. Cuối cùng, cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những video bài giảng tiếp theo.